Lãnh đạo Wagner nói các đơn vị của tập đoàn chưa thể bao vây lực lượng Ukraine tại Bakhmut do lính dù Nga bỏ lại vị trí thuận lợi cho đối phương. Các đơn vị Wagner đã tiến thêm 260m tại Bakhmut. Địch đang kiểm soát 1,8 km vuông lãnh thổ và kháng cự quyết liệt, cố gắng giữ từng ngôi nhà, từng lối vào, từng mét vuông lãnh thổ, dù họ chỉ kiểm soát một phần nhỏ thành phố. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 17 tháng 5 cho biết. Ông Prigozhin nói các nhóm xung kích Wagner chưa thể bao vây vị trí còn lại của Ukraine tại Bakhmut do đợt rút lui của lực lượng đổ bộ đường không Nga, VDV, gần thành phố. VDV để lại vị trí thuận lợi cho Ukraine sau khi đối phương tấn công, ông Prigozhin nhận định. Lãnh đạo Wagner chỉ trích quyết định rút quân của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khiến các đơn vị của tập đoàn chưa thể hạ gục lực lượng Ukraine cố thủ tại Bakhmut. Tuy nhiên, ông Prigozhin khẳng định lực lượng Wagner đang tiến về phía trước và sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại Bakhmut trong nhiều tuần qua. Chiến sự ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk đang rơi vào thế giằng co. Giới chức Ukraine quyết định cố giữ Bakhmut do cho rằng thành phố là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbas, ngăn họ tiến xa hơn về phía tây. Quân đội Ukraine ngày 16 tháng 5 tuyên bố giành lại khoảng 20 km2 ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam Bakhmut, đồng thời thừa nhận lực lượng Nga tiếp tục tiến quân bên trong thành phố. Ukraine cũng khẳng định các đợt tiến công quanh Bakhmut không nằm trong đợt phản công quy mô lớn của họ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 thông báo các đơn vị của cánh quân Gác kìm chân địch ở hai bên sườn các phân đội xung kích tại thành phố Bakhmut. Quân đội Nga đẩy lùi 7 cuộc tiến công của Ukraine gần Bakhmut, lực lượng VDV chiếm được tuyến phòng thủ thuận lợi hơn.